Theo số liệu của cục đầu tư nước ngoài thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa mới công bố thì trong quý 1 năm nay nhà đầu tư ngoại đã rót hơn 4 tỷ đô la vào Việt Nam, trong đó đi đầu là các nhà đầu tư Hàn Quốc. Theo báo cáo quý 1 năm 2016 mới công bố của Cục Đầu tư nước ngoài, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tổng vốn đăng ký cấp mới và tăng thêm trong 3 tháng đầu năm đạt 4,03 tỷ đô la Mỹ, tăng 119% so với cùng kỳ năm 2015, riêng vốn cấp mới chiếm 2,7 tỷ đô la Mỹ, tăng 125% so với cùng kỳ. Lĩnh vực thu hút nhiều nhà đầu tư nước ngoài nhất là công nghệ chế biến chế tạo với tổng vốn 2,9 tỷ đô la Mỹ, tiếp theo là kinh doanh bất động sản thu hút 240 triệu đô la Mỹ. Đứng thứ ba là lĩnh vực nghệ thuật và vui chơi giải trí, chỉ với một dự án nhưng thu hút 212 triệu đô la Mỹ. Trong quý 1, Hàn Quốc tiếp tục dẫn đầu về vốn đầu tư vào Việt Nam với 888 triệu đô la Mỹ, đứng ở các vị trí tiếp theo lần lượt là Singapore, Đài Loan và Nhật Bản. Xét về địa phương, Đồng Nai thu hút nhiều vốn FDI nhất, tiếp đến là Bắc Ninh, Bình Dương, Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh.